Nè, từ từ đây là đất á. Dạ, dạ. Từ đây là đất nhà họ Lê nè quý vị ơi. Đó, vòng 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 xuống tú cái kia đó là đất hồi xưa của ông nội. Dạ. Dạ. Đây. Đó. Nguyên đất này là đất của bên bên ông bà nội để lại nha, để lại cho con cháu. Dài lắm nha thưa quý vị, dài dài tuốt ngoài kia luôn nha. À, đây là cái khu. Xa lắm nha, đất rộng lắm, rộng lắm, rộng. Hồi xưa khu này là chuồng bò nè, đó. Khu này là nhà cũ mà bây giờ đó xây lại nha. Đó, đất này rất là rộng, tới bờ tường nữa thưa quý vị. Thank you.
cái văn hóa của quê hương chúng tôi là thờ cúng ông bà tổ tiên với một cái niềm tôn kính vô biên, tưởng nhớ những cái vị tiền nhân tiền bối, đặc biệt là cái vấn đề thờ cúng ông bà tổ tiên như là xem lại, ôn lại cái công hạnh của ông bà đã tạo dựng cho những cái thế hệ mai sau kế thừa, đặc biệt là trên cái phương diện đạo đức, trên phương diện văn hóa, để giữ cái diện mối họ hàng. Đó là một nét văn hóa rất là đặc biệt ở Bình Định, thưa quý vị. Đặc biệt quý vị thấy hai câu liễn hai bên không? Thật sự văn thơ như vậy, nhưng mà cuối cùng chốt lại cái ý là cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ thì người có tông, vậy thôi. Này, cho dù mưa ngàn nhánh sông thì nó cũng bắt nguồn từ một cái nguồn nước. Cho dù bên này cái cây có ra bao nhiêu nhánh thì nó cũng phát xuất từ một cái gốc rễ, một cái cội gốc mà thôi. Đó là cái câu ý nghĩa của câu liễn này, thưa quý vị ha. Này là cháu cố nè. Đây là thế hệ thứ 5 nè. Bà nội là thế hệ thứ nhất, còn đây là thế hệ thứ 5 nữa. Dạ. Bà con về dỗ không nước này. Dạ. Mà cao lắm, cao hơn anh cao lắm rồi. Phong cảnh quê hương Thanh Bình nha. Mà quý vị biết không, đi về Bình Định là bất kỳ một cái lễ dỗ tiệc nào cũng đều có bánh tráng nha. Bánh đa đó nha thưa quý vị. Một thời tuổi thơ của mình cũng ở trong căn nhà này nha.
Yeah. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi khá nhiều rồi. Hồi xưa chỗ này có cái căn nhà cổ, nhà mình với ông nội, bà nội ở đây. Căn cái miếng đất này là ngày xưa, nói chung nguyên khu đất này là của ông bà nội ngày xưa đó. Giờ thì đang trong thời gian xây cất, vẫn giữ lại những cái nét truyền thống xưa nha thưa quý vị. Giữ cái nét nông thôn, còn cái chuồng bò một bên vậy đó. Ngày xưa cái chỗ mấy con gà ở đây là cái đống rơm ở chỗ này đó. Vẫn còn chỗ mà cái khu này á, ngày xưa nó làm cái nhà cổ mà bây giờ nó xuống cấp rồi cho nên dở rồi, xây lại cái khu nhà bên này. Về đây thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó lại ùa về thưa quý vị ơi. Tuổi thơ của mình ở đây nha, tuổi thơ của mình một thời ở đây nè. Hồi đó mỗi buổi chiều Hả ngồi ở đây ăn cái nhìn ra ngoài đường, ông đi qua bà đi lại đó. Hồi đó chưa có hàng rào, hồi đó hàng rào là hàng rào bằng hàng rào tre thôi đó. Chứ không có nè, cái chỗ mình đang đứng đây nè, là phía trước này có mấy cái luống bông dặn thọ nữa. Đây phía trước có một cái bụi tre mấy chục năm rồi, cũng có khá nhiều thay đổi nha. Mà đặc biệt cái địa hình ở Bình Định đó là có sông và có núi thưa quý vị. Quý vị thấy phía trước màn hình đó là núi không? Cái đó gọi là núi Hòn Chà. Cái quê hương Phước An này á, đứng ở tại khu gà đu này, chúng ta có thể thấy hai bên là hai ngọn núi. Phía trước này là núi Hòn Chà, và phía này nó bị khuất rồi là núi Hòn Dồ. Núi Hòn Dồ là cái khu mà ga Diêu Trì đó thưa quý vị.